Mới sửa bài của bạn ET. Rồi đây là cái bài đẩy ngực ghế dốc tạ đơn, nghĩa là khi mà tập cái bài này thì các bạn cần một cái băng ghế dốc và tạ đơn. Ở đây thì có thể thấy là cái mức này là cỡ 24 kg một bên. Rồi chúng ta đấy, các bạn thấy không, nghĩa là ngay lúc đầu tập thì bạn ET này phải để cái tay lên đùi chứ không nên là nhấc lên, tại vì để lên đùi các bạn sẽ có thế để các bạn nhấc lên rất là dễ đó. Rất đúng kỹ thuật, bạn này tập rất đúng kỹ thuật, và phải khóa có cái đồ quấn cổ tay để tránh bị đau cổ tay, nhấc lên không khó. Mức này bạn ấy tập quen rồi. Rồi Hết. chưa chưa chưa, đây là bài ép ngực chứ không phải bài đẩy ngực. Rồi với cái bài tập này á, cái góc độ này nè, cái góc độ mà mở như thế này, cái tay hơi vuông một xíu. Nếu cái bài tập này mà muốn mở cái phần ngực ở trong bên trong nó rộng hơn để xé ngực thì phải đưa cái tay ra phía ngoài xíu và xuống hơi giữ lại ở chỗ đó một chút. Cái mức này là hơi cái cách đẩy này nó hơi lai lai giữa việc là vừa ép và vừa đẩy, nên nên cái nếu mà bài này mà chuyên về ép á, thì chúng ta phải mở ra thì nó ép vô một xíu, thì khi ép vô bạn, nếu nếu bạn tay tập như vậy thì sẽ vô được cái phần cơ ngực trên hơn, cũng như là nó xé cái phần cơ ngực này ra nhiều hơn. Về chân thì với cái bài tập này thì cần lưu ý một điều là bạn tay này phải ghìm cái chân khóa cứng lại luôn, rồi còn phải hoàn thiện hơn.